Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube học tiếng Anh online miễn phí và ở trong video này chúng ta sẽ cùng luyện nghe tiếng Anh giao tiếp phần 2 những cái tình huống cơ bản dành cho những cái người mất gốc hoặc là những người có trình độ tiếng Anh đang ở mức trung bình trở xuống và ở trong cái video này thì chúng ta sẽ nghe bốn cái tình huống cơ bản đấy chính là tình huống về các cái chương trình trên TV tình huống các cái việc phải làm tình huống À, bị mất điện thoại và tình huống à, tổ chức tiệc mừng Và mình hy vọng là video này sẽ có ích đối với tất cả các bạn và cũng mong các bạn hãy bấm like và chia sẻ cái video giúp mình à, Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu vào cái tình huống đầu tiên Đây chính là tình huống à, liên quan đến chương trình ở trên TV à, Xin mời các bạn cùng lắng nghe toàn bộ cái tình huống thứ nhất này Is there anything good on TV? Nothing I thought there was a new movie There's no movie on Monday What about the new TV show? Which one? Vietnam's Got Talent. Tell me you're kidding. It's a funny show. I think it's ridiculous. It's on right now. Let's watch it together. bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe lại lần hai cái tình huống thứ nhất này nhé. Is there anything good on TV? Nothing. I thought there was a new movie. There's no movie on Monday. What about the new TV show? Which one? Vietnam's Got Talent. tell me you're kidding. It's a funny show. I think it's ridiculous. It's on right now. Let's watch it together. À, đây chính là cái tình huống thứ nhất à, liên quan đến à, chương trình ở trên tivi. Và bây giờ các bạn cùng mình hãy cùng giải cái tình huống này nhé. Ờ à, câu đầu tiên. Is there anything good on TV? Is there anything good on TV? Ờ à, có cái chương trình gì hay ở trên tivi không? Nothing. Nothing. À, chẳng có gì cả I thought there was a new movie I thought there was a new movie à, Mình tưởng là có một cái bộ phim mới There's no movie on Monday There's no movie on Monday à, Chẳng có cái bộ phim nào mà chiếu vào thứ hai cả What about the new TV show? What about the new TV show? À, thế còn cái chương trình truyền hình mới thì sao? Which one? Which one? À, chương trình nào? Vietnam's got talent. Vietnam's got talent. À tìm kiếm tài năng Việt Nam. Tell me you're kidding. Tell me you're kidding. À, nói với mình là bạn đang đùa đi. It's a funny show. It's a funny show. À, chương trình đó hài hước mà. I think it's ridiculous. I think it's ridiculous. À, tớ nghĩ là nó hơi lỗ bịch. It's on right now. Let's watch it together. It's on right now. Let's watch it together. À, chương trình đó giờ đang chiếu đấy, à, cùng nhau xem đi. À đấy chính là tình huống thứ nhất liên quan đến à, cái chương trình ở trên TV, ấy. và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái tình huống thứ hai. À, đấy chính là cả các cái việc phải làm, và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe toàn bộ cái tình huống thứ hai này. You always look busy. I have a lot of things to do. What things? I go to school and I have two part time jobs. I'm sorry. Did I make you upset? No, I just have a lot of stress. Is there anything I can do to help? Not really. You should make time for yourself. I know. Let's go to the movies this weekend. You always look busy. I have a lot of things to do. What things? I go to school and I have two part-time jobs. I'm sorry, did I make you upset? No, I just have a lot of stress. Is there anything I can do to help? Not really. You should make time for yourself. I know. Let's go to the movies this weekend. You always look busy. You always look busy. Trong bạn lúc nào cũng bận rộn. I have a lot of things to do. I have a lot of things to do. Uh, mình có rất nhiều việc phải làm. What things? What things? Uh, những cái việc gì nào? I go to school and I have two part-time jobs. I go to school and I have two part-time jobs. I'm sorry. Did I make you upset? I'm sorry, did I make you upset? No, I just have a lot of stress. No, I just have a lot of stress. Uh, không, uh, mình chỉ bị căng thẳng thôi. Is there anything I can do to help? Is there anything I can do to help? Uh, mình có thể làm giúp, uh, gì cho cậu không? Not really. Not really. À chắc là không đâu. You should make time for yourself. You should make time for yourself. À, bạn nên dành cái thời gian cho bản thân. I know. Let's go to the movies this weekend. I know. Let's go to the movies this weekend. À, tớ biết à, cuối tuần này chúng ta sẽ đi xem phim nhé. À đấy chính là cái tình huống uh, thứ hai. Ờ à, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái tình huống thứ ba, đấy chính là tình huống bị mất điện thoại à, và trước khi chuyển sang cái tình huống thứ ba ấy, thì mình à, hy vọng các bạn khi theo dõi cái video của mình ấy, thì các bạn hãy đọc lại to rõ ràng à, cái câu tiếng anh cũng như là cái phần à, dịch tiếng việt để giúp các bạn ghi nhớ được à, mẫu câu cũng như là ghi nhớ được cách đọc cách phiên âm à, của các cái từ vựng để giúp các bạn à, nắm được cái kiến thức tiếng anh sâu hơn và bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái tình huống thứ ba Đấy chính là tình huống liên quan đến mất điện thoại Và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe cái tình huống thứ ba này Where have you been, Katie? I was at home the whole morning. What happened? I've been trying to reach you, but your cell was always switched off. Oh, didn't I tell you I lost my phone? No, you didn't. And this is the second one in two months. What happened this time? I'm not sure. I just can't remember where I left it. It might have been a store, but I honestly don't know. You should be more careful, Katie. We store lots of personal info on our cell phones. Yeah, I know. And it was also a new one. I feel really bad about it. Where have you been, Katie? I was at home the whole morning. What happened? I've been trying to reach you, but your cell is always switched off. Oh, didn't I tell you I lost my phone? No, you didn't. And this is the second one in two months. What happened this time? I'm not sure. I just can't remember where I left it. It might have been a store, but I honestly don't know. You should be more careful, Katie. We store lots of personal info on our cell phones. Yeah, I know. And it was also a new one. I feel really bad about it. Where have you been, Katie? Where have you been, Katie? À bạn đã ở bạn đã ở đâu vậy Katy? I was at home the whole morning. What happens? I was at home the whole morning. What happens? À tớ ở nhà cả buổi sáng, à, có chuyện gì thế? I've been trying to reach you but your cell is always switched off. I've been trying to reach you but your cell is always switched off. À mình gọi cho bạn nhưng mà máy của bạn thì không liên lạc được. Oh, didn't I tell you I lost my phone? Oh, didn't I tell you I lost my phone? Oh, uh, tớ chưa nói với cậu là tớ bị mất điện thoại và. No, you didn't, and this is the second one in two months. What happened this time? No, you didn't, and this is the second one in two months. What happened this time? Uh, chưa, uh, đây là cái điện thoại thứ hai cậu đã làm mất ở trong vòng hai tháng rồi đấy. Uh, lần này làm sao mà bị mất? I'm not sure. I just can't remember where I left it. It might have been a store, but I honestly don't know. I'm not sure. I just can't remember where I left it. It might have been a store, but I honestly don't know. Uh, tớ không chắc. Uh, tớ chẳng thể nhớ được là đã để nó ở đâu. Uh, có thể uh, tớ đã để quên ở cửa hàng, nhưng tớ cũng không biết nữa. You should be more careful, Katie. We store lots of personal info on our cell phones. You should be more careful, Katie. We store lots of personal info on our cell phones. cậu nên cẩn thận chứ Kitty, chúng ta lưu trữ rất nhiều thông tin cá nhân ở trong điện thoại di động mà. Yeah, I know, and it was also a new one. I feel really bad about it. Yeah, I know, and it was also a new one. I feel really bad about it. Ừ, tớ biết. À, đây cũng là cái điện thoại mới của tớ nữa. À, tớ tiếc lắm. À, đấy chính là cái tình huống thứ tư liên quan đến việc chúng ta bị mất điện thoại à, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái tình huống uh, tiếp theo đấy chính là tình huống tổ chức tiệc mừng à, xin mời các bạn cùng lắng nghe toàn bộ cái tình huống này Lisa's inviting me to, go to her party. Do you want to go? neither. I feel bad about lying, but I really don't want to go there. Yeah, going to a party is a waste of time. À, Đây chính là cái tình huống thứ tư. Và bây giờ các bạn cùng mình hãy dịch cái tình huống này nhé. Lisa is inviting me to go to her party. À, Linda đang mời tớ tới dự cái bữa tiệc của cô ấy. Do you want to go? À cậu có muốn đi không? No, not really. À không muốn lắm. Me neither. There's nothing to do there. mình cũng thế, chẳng có cái việc gì ở đó làm cả. À, hãy nói với cô ấy là ngày mai chúng ta có bài kiểm tra. Do you think she will believe it? bạn có nghĩ là cô ấy sẽ tin không? Sure, it's fine. chắc chắn rồi, không sao đâu. I feel bad about lying, but I really don't want to go there. À, mình cảm thấy à, tồi tệ về việc nói dối, nhưng mà mình à, chẳng muốn đi chút nào. À, ừ, à, bữa tiệc của cô ấy thì à, tốn thời gian lắm. À, đấy chính là cái tình huống thứ tư à, liên quan đến việc tổ chức tiệc mừng, cũng là cái tình huống kết thúc cho cái video luyện nghe tiếng Anh giao tiếp phần 2 ngày hôm nay. À, mình hy vọng là video sẽ có ích đối với tất cả các bạn, và các bạn có thể xem lại phần 1 ở trên kênh Youtube của mình. À, và các bạn vào phần playlist thì sẽ có à, cái à, à, chuyên mục à, luyện nghe tiếng Anh giao tiếp và các bạn vào đấy thì sẽ xem được các cái video đợt trước và mình hy vọng là cái video này sẽ có ích đối với tất cả các bạn và mong các bạn hãy chia sẻ cái video này à, bấm đăng đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình để cùng mình học tiếng Anh mỗi ngày. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video và hẹn gặp lại các bạn.